cái khu đầu bếp chuyên luộc thịt bê, luộc gà. Đấy, bê nóng hổi vớt vớt ra đấy, bê này tí nữa mới thái ra. Thái ra bắt đầu mới vắt chanh trộn nạc vào, quấn lá sung nó xiết. Cho gà kia luộc vào. Nóng quá, hôm nay thời tiết nó nóng quá cả nhà. Đây là chim, chim thì nó mới quay lên, thế là chim quay lên nữa. Sao giờ cái vòi nước chảy đây Hiền? Nóng phát điên, hôm nay nóng quá. Hôm nay chị em là cưới ông Hà, ông trời ông cho nóng quá chị em vất vả tí. Cho chị em lên cả thế giới biết luôn. Đấy, quê biển là cô bà là cứ chị em con cháu là cứ tức không tức cấp đun nấu hết thôi. Quê hơn người mỗi cái thế thôi, không phải thêm hướng nhận người cả. Bữa chiều là tiếp tục chuẩn bị bát. Chiều nay làm 40 mâm cả khách khứa. Ngày mai là cũng chính thức, nói là cơm bác giạc luôn. Bữa trưa và bữa tối này, chiều này. Đấy, toàn rau củ quả, nắng nôi nhọc nhằn này. Chị em làm quá vất vả. Đây, đây là chiều nay con thêm một món tôm này, tôm to chưa, như cổ tay chưa. Đấy, mỗi người tính mỗi người con nhảy tinh tách, không hai con mà chỉ rút lại còn một con này. Ăn con này cắn ngập răng như sướng này, ngọt lắm này. Đấy, đang ướp tẩm ướp tính mỗi người một con. Cung này chuyên để nấu lượng. Cua mảng này mảng rổ xin cút, mổ chân cút. Mổ chân cút để tí nữa rán. Rán này chính là cứ hai người một chim, hai người một chim. Nó như thế. Năm nay thời tiết nóng quá, 37-38 độ, kiếp người. Quạt không có cái tác dụng gì mấy. Có đá cho rót cục ra đây cháu ơi. Để ông họ chơi phát nóng quá. Nước đá, nước đường. Không đủ nhiệt. Đây à, nóng quá. Quê biển là không thể thiếu, bây giờ nó truyền thống rồi, nó là cái những cục thịt bê. Bê này thì phải ủ nóng quá. Đây nước vối. Nóng lên. Cuồng cổ. Cái này nó trong kia nó tràn, cái màu nó đậm nó dài lắm.